Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Đồng Hoài Chiều. Lâu nay chúng ta nói về đồng hồ khá là nhiều rồi đúng không? Nhưng mà có lẽ là một thông tin mà chúng ta đã quên đi mất, đó chính là những bộ phận cấu tạo nên một chiếc đồng hồ từ bên ngoài cho tới bên trong là những gì và bao gồm ra làm sao. Vậy thì trong video ngày hôm nay, May sẽ mang tới cho bạn những thông tin xoay quanh về cấu tạo nên một chiếc đồng hồ nhé. Nào, bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Đầu tiên để mà nói về cấu tạo bên ngoài của những chiếc đồng hồ chúng ta đang đeo ấy thì nó sẽ bao gồm những gì nhỉ? Mã số này, viền bezel này, dây đeo này, núm vặn này, rồi vấu, khóa này. Nói chung là chúng ta cũng sẽ có những cái bộ phận mà chúng ta có thể nhìn vào mắt thường như vậy. Và cụ thể ở những cái bộ phận như thế này thì chúng ta sẽ có những cái gì? Và tất nhiên rồi, một điều chắc chắn là những bộ phận này thì nó hỗ trợ cho nhau để tạo nên một chiếc đồng hồ để chúng ta đeo với một sự bền bỉ cao trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tới với bộ phận vỏ đồng hồ đi ha. Thì vỏ đồng hồ là một cái bộ phận có thể quyết định được cái hình dáng tổng thể bên ngoài của một chiếc đồng hồ và nó có thể chứa đựng được những bộ phận ở bên trong. Về chất liệu được hoàn thiện cho vỏ đồng hồ thì ngày trước chúng ta phổ biến nhất đó chính là chất liệu thép không gỉ. Thế nhưng mà ngày nay chúng ta cũng đã bắt đầu bắt gặp những chất liệu khác như là titan hay là nhựa tổng hợp. Và kích thước của đồng hồ thì nó cũng đóng vai trò khá là lớn để chúng ta có thể đeo trên cổ tay làm sao cho nó phù hợp nhất và vừa vặn nhất. Và nó cũng tuân theo một quy tắc đơn giản thôi, là vỏ nhỏ hơn dành cho cổ tay thanh mảnh này. Đối với những vỏ to thì chúng ta tất nhiên là sẽ dành cho những ai có cổ tay to rồi. Và quay trở lại với hình dáng của vỏ đồng hồ thì chúng ta cũng có nhiều những cái kiểu dáng khác nhau. Và phổ biến nhất phải kể tới đó chính là đồng hồ mặt tròn. Thứ hai là mặt hình vuông này, hình chữ nhật, hình oval hay là hình dáng tròn đều khác nhau. Đến với bộ phận tiếp theo đó chính là dây đeo. Đây là một bộ phận cũng có một cái sự quan trọng không kém phần nào so với cấu tạo bên ngoài của chiếc đồng hồ. Thì đối với dây đeo sẽ giúp cho đồng hồ của chúng ta được cố định và được giữ chắc chắn ở trên cổ tay của chúng ta này. Và chất liệu được hoàn thành cho cái bộ phận này thì chúng ta thường bắt gặp nhất là chất liệu thép không gỉ này, dây da này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái loại dây cao su đến từ những mẫu đồng hồ Casio hay là những mẫu đồng hồ quân đội thì chúng ta sẽ được làm bằng dây vải dù nhé. Đối với những chất liệu dây khác nhau thì chúng ta cũng sẽ có những ưu nhược điểm nhất định trong những cái môi trường mà chúng ta sử dụng. Ví dụ như chất liệu thép không gỉ và dây cao su đi thì sẽ là một cái sự lựa chọn hoàn hảo để chúng ta có thể đi bơi này hay là chúng ta có thể đi lặn nữa. Trong khi đồng hồ dây da thì nó sẽ sang trọng và phù hợp hơn với những cái dịp lễ mà nó mang những cái trang phục bình thường này, nó sang trọng và lịch thiệp. Và tất nhiên đối với mỗi chiếc đồng hồ thì chúng ta sẽ có một kích cỡ dây đeo khác nhau để có thể phù hợp với nhiều cổ tay của chúng ta hơn. Bộ phận tiếp theo đó chính là khung bezel. Chức năng chính của bộ phận này thì để chúng ta gắn mặt kính vào vỏ bằng cách tạo thành khung và cố định nó này. Vỏ bezel thì cũng được làm từ chất liệu thép không gỉ, gốm, nhựa hoặc là titan. Phần lớn thì chúng ta đều bắt gặp những chiếc đồng hồ có một viền bezel khá là đơn giản và không có một cái thiết kế đặc biệt nào. Tuy nhiên đối với những mẫu đồng hồ mà chúng ta chuyên dụng hơn như đồng hồ phi công, đồng hồ quân đội thì chúng ta cũng sẽ có những cái viền bezel mang tính hầm hố và được trang bị nhiều tính năng hơn để phù hợp với cái chức năng mà mẫu đồng hồ để mang lại. Chúng ta có thể kể tới như là vòng bezel đồng hồ lặn này, vòng bezel GMT, vòng bezel tachymeter hay là vòng bezel la bàn nhé. Nói tới viền bezel thì có lẽ là mặt kính sẽ là bộ phận tiếp theo bởi lẽ là nó gắn liền với viền bezel để có thể bảo vệ được các chi tiết bên trong phần mặt số của chúng ta. Và mặt kính thì cũng được làm những cái chất liệu khác nhau và phổ biến nhất chúng ta có thể bắt gặp và kể tới cái tên là kính sapphire này. Thứ hai là kính cứng mirror crystal hay là mặt kính độc quyền của nhà Seiko là hard crystal. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng còn rất nhiều những cái chất liệu khác nữa. Và nếu như các bạn muốn tham khảo chi tiết hơn thì mình sẽ để lại một cái đường link bên dưới phần mô tả video để các bạn có thể tham khảo nha. Tiếp theo sẽ là vấu. Đây là một bộ phận để kết nối đồng hồ với cả dây đeo. Chúng ta thường bắt gặp những cái thiết kế phẳng hoặc là cong này. Và sự khác biệt giữa vấu cong cũng như là vấu phẳng ấy thì nó nằm ở cách mà nó vừa vặn với cổ tay của chúng ta. Những chiếc vấu phẳng thì chúng ta có thể hiểu đơn giản đây là một cái phần mở rộng của một chiếc vỏ đồng hồ, trong khi các vấu cong thì nó ôm lấy cổ tay của người đeo làm cho chúng ta thoải mái hơn khi mà chúng ta đeo lâu ngày. Chúng ta còn biết tới vấu với một cái tên khác, đó chính là lurch to lurch. Đây là một cái phép đo từ đầu trên cùng đến đáy của vấu dưới. Nhưng mà tại sao nó lại quan trọng? Bởi lẽ là đối với những người mà sành đồng hồ ấy, thì họ sẽ sử dụng để nhận biết các kích thước đồng hồ thích hợp cho cổ tay của họ là như thế nào. Các vấu dài hơn làm cho một chiếc đồng hồ nó lớn hơn, trong khi những vấu ngắn thì sẽ làm cho chiếc đồng hồ của chúng ta gọn và nhỏ hơn. Chúng ta đã nói về dây đeo rồi, vấu rồi thì khóa cũng là một bộ phận quan trọng để nó giúp cố định dây đeo ở trên cổ tay của chúng ta.
Và đối với khóa đồng hồ ấy, thì phổ biến nhất sẽ là khóa cài và khóa gập. Trong khi khóa cài khá là phổ biến, thế nhưng mà khóa gập mới là chiếc khóa mà được đánh giá là có tính tiện dụng nhanh hơn, tại vì có một cái khả năng tháo lắp nhanh chóng hơn. Và chúng ta cũng sẽ có nhiều những cái loại khóa khác nữa, và mình cũng đã làm một cái video chi tiết rồi. Và nếu như một lần nữa các bạn muốn tham khảo thì mình lại để một cái video bên dưới phần mô tả video để các bạn có thể tham khảo vào nhé. Bộ phận tiếp theo đó chính là núm chỉnh giờ. Chúng ta sẽ thường bắt gặp bộ phận này ở bên cạnh phải bất cứ một chiếc đồng hồ nào, có thể là một này, hai hoặc là ba núm vặn, tùy thuộc vào cái chức năng mà chiếc đồng hồ đấy sở hữu là như thế nào. Đối với những đồng hồ pin ấy thì chúng ta sẽ thường cái núm vặn này đóng một cái vai trò để chúng ta chỉnh giờ. Thế nhưng mà đồng hồ cơ thì chúng ta có nhiều chức năng hơn. Ví dụ như là chúng ta còn có thể lên dây cót nữa, hoặc là với những cái mẫu đồng hồ chronograph hay là GMT thì chúng ta còn có chức năng chỉnh giờ hay là đếm giờ nữa nhé. Cuối cùng là mặt số đồng hồ, hay còn được gọi với cái tên là dial. Mục đích chính của mặt số thì để chúng ta có thể hiển thị thời gian. Bên cạnh đó, mặt số cũng là nơi để chúng ta có thể phô diễn được những vẻ đẹp và những gì giá trị nhất của một chiếc đồng hồ. Như mình đã nói đấy, mặt số đồng hồ sẽ là một cái bộ phận quyết định được một cái vẻ ngoài tổng thể của cả một chiếc đồng hồ. Nó nằm trên vỏ này và chứa một số yếu tố khác của một chiếc đồng hồ. Chúng ta cũng sẽ có nhiều những cái màu sắc khác nhau và kết cấu kiểu dáng khác nhau với những chi tiết khác nhau nữa. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những mặt số với bungee loach này, chúng ta sẽ có những cái mặt số với sunburst này, hay là chúng ta sẽ có những ô cửa sổ lộ cơ để chúng ta có thể phô diễn được cái bộ máy hoạt động ở bên trong của một chiếc đồng hồ nữa. Và có lẽ một trong những kiểu mặt số bắt mắt và đắt giá nhất đó chính là skeleton. Và với mặt số này thì nó cho phép chúng ta có thể nhìn xuyên qua phần mặt số đến bộ máy bên trong, nó có thể là một phần hoặc có thể là toàn phần cả mặt số luôn, với những cái hoạt động phức tạp của bộ chuyển động ở bên trong của đồng hồ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tới với cấu tạo của bộ chuyển động một chiếc đồng hồ cơ của chúng ta. Thường thì trái tim của đồng hồ ấy, chúng ta sẽ được cấu tạo từ rất là nhiều những chi tiết khác nhau, vô cùng tỉ mỉ và cách sắp xếp. Ở một số thiết kế thì chúng ta còn được trang bị thêm những cái tính năng khác, ví dụ như là bấm giờ này, lịch tuần trăng, mặt trời hay là lịch tuần trăng như mình đã đề cập đấy. Và sau đây sẽ là 10 bộ phận quan trọng nhất của đồng hồ cơ nhé. Đầu tiên là núm chỉnh đồng hồ. Như mình đã đề cập với các bạn ở bộ phận bên ngoài của một chiếc đồng hồ rồi, thì đây là một bộ phận để có thể điều chỉnh thời gian hoặc là các tính năng quan trọng được trang bị trên một mẫu đồng hồ cụ thể nào đó này. Thứ hai là dây cót. Đây là một bộ phận cốt lõi của đồng hồ cơ. Nó được làm từ một lá thép rất là mỏng, dai và cực kỳ mềm. Dây thép thì được cuộn tròn và bảo vệ bởi một tang chấm. Khi mà đồng hồ lên dây thì dây cót sẽ thu lại và dần trở về vị trí ban đầu. Nhờ đó, những bánh răng ở bên trong hộp tang chấm có thể chuyển tiếp năng lượng đến các bánh răng khác. Tiếp theo, bánh răng trung tâm. Đây là bộ phận đầu tiên tiếp xúc với hộp tang chấm ở trung tâm. Bánh răng trung tâm này thì nó mất tới 12 giờ để quay hết một vòng, nên được gắn trực tiếp với kim giờ ở trên mặt số đồng hồ của chúng ta. Bánh răng thứ hai, bánh răng trung gian. Đây là bộ phận tiếp xúc tiếp theo trong hệ thống bánh răng. Bánh răng trung gian còn được gọi với cái tên khác, đó chính là bánh răng thứ ba. Chúng ta cùng tớ vào bánh răng thứ tư. Thông thường thì bánh răng thứ tư ấy, nó được đặt ở chính giữa các vị trí 6 giờ. Phải mất đến 1 phút thì bánh răng thứ tư mới quay hết một vòng, nên nó thường được gắn trực tiếp lên kim dây. Đến với bánh răng cuối cùng, đó là bánh răng hồi. Là một chiếc bánh răng cuối cùng trong hệ thống và nó đảm nhận vai trò giải phóng năng lượng được truyền từ hộp cót. Hình dáng bánh răng hồi thì nó khá là đặc biệt và phức tạp. Nó thì có khả năng chịu được ung chấn trung bình lên tới 21.600 lần trên một giờ. Đến với bộ phận bánh lắc của chúng ta thì nó hoạt động dựa trên cơ cấu hồi biến chuyển động của bánh răng thành năng lượng. Từ đó thì nó thể điều khiển tốc độ chạy của đồng hồ này. Và để điều chỉnh được tốc độ này thì chúng ta có thể điều chỉnh con ốc hoặc là cần gạt gắn ở trên bánh lắc và dây tóc. Và nói tới đây, dây tóc sẽ là một bộ phận rất là quan trọng tiếp theo, thường được làm từ vật liệu có tính đàn hồi cao để nó không bị co giãn vào một khoảng thời gian dài. Dây tóc thì chúng ta có 4 loại tất cả, tương ứng với 4 số lần dao động là 18.000 này, 21.000, 28.800 và 36.000. Tần số dây tóc của bộ máy càng cao thì đồng hồ nó lại càng chính xác. Thường thì đối với đồng hồ cơ Nhật thì chúng ta sẽ được trang bị một cái tần số dao động là 21.600 VPH trở xuống. Còn đối với đồng hồ cơ Thụy Sĩ thì chúng ta sẽ được trang bị một con số cao hơn là khoảng từ 28.800 VPH. Một bộ phận tiếp theo của chúng ta đó chính là chân kính. Đây là bộ phận giảm ma sát giữa những linh kiện với nhau khi mà chúng ta chuyển động. Chân kính thì thường được làm từ đá quý, thạch anh, ruby hay là kim cương, nên chúng sẽ có một giá trị thẩm mỹ rất là cao. Mình cũng đã làm một vài video clip về chân kính rồi, và một lần nữa mình sẽ gắn link bên dưới phần mô tả video nha. Cuối cùng là roto. Đây là một miếng kim loại hình bán nguyệt, nó gắn liền với trung tâm cỗ máy và có khả năng xoay tự do 360 độ khi mà chúng ta di chuyển cổ tay. Roto thì nó kết hợp trực tiếp với hệ thống bánh răng, và khi mà chuyển động ý, nó sẽ từ từ cuộn dây cót lại
và tạo ra năng lượng cho đồng hồ. Sau khi mà dây cót đã được cuộn đủ thì roto sẽ rời ra ngay vì được trang bị một bộ ly hợp. Và ngoài những cái bộ phận cấu tạo nên cái bộ máy bên trong của đồng hồ cơ mà mình đã kể trên thì chúng ta cũng còn những cái bộ phận khác, những cái cơ cấu, những cái linh kiện khác nữa, ví dụ như là ốc này, nẹp này, bánh xe gai hay là càng đẩy và rất là nhiều vân vân và vân vân. Ok, và đó là những thông tin về cấu tạo của một chiếc đồng hồ mà mình mang tới cho bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn còn muốn chia sẻ gì nữa thì bên dưới phần bình luận nha. Còn đừng quên like, share, subscribe cho kênh Đồng Hồ Hải Chiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.